Đã có bao giờ bạn đặt ra những cái đỉnh trong cuộc đời mình để chinh phục hay chưa? Phương sẽ đưa bạn đến từng cái đỉnh mà mình đã đi qua. Bắt đầu từ nơi đây, điểm cực Tây của nước Pháp, Pointe du Gard. Nơi đây, gió thổi bật người và nước biển đập bờ như thể tuyên ngôn một chủ quyền lãnh thổ. Thạch Nam phủ đầy đỉnh đồi tạo nên một màu tím hồng tương phản với màu xanh ngọc của nước biển. Và bên kia đại dương chính là xứ sở cờ hoa, Mỹ quốc. Nếu đã đến Lorient hay Brest, bạn có thể bỏ thêm chút thời gian một lần đến đây ghi dấu chân mình ở một nơi vùng cực của nước Pháp.